Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Node.js và Socket.io tại trung tâm đào tạo Thanh Khoa Phạm. Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta khai báo một cái mảng trong lập trình Node.js. Các bạn chuẩn bị cho tôi như sau. Các bạn vào thư mục demo. Các bạn tạo cho tôi thêm một cái file nữa. Lần này đặt tên cho tôi là số2-array.js. Ok. Rồi, bây giờ các bạn double click mở file lên nha. Bây giờ tôi sẽ viết code cho cái file số 2 array này. Ok, để tạo cái mảng thì bạn khai báo như sau, vẫn là toán tử va và tên biến. Giá trị cho nó bạn để trong ngoặc vuông. Nếu mảng rộng thì bạn khai báo như vậy được rồi. Còn nếu như có giá trị thì bạn cứ để vào, ví dụ như là cam, xoài, chuối. Đấy. Ok. Ở đây ví dụ như là bạn nhớ nha, thứ tự trong mảng là thứ 0, tới thứ 1, tới thứ 2. Người ta gọi là cái thứ tự trong cái mảng. Thì để truy cập phần tử chuối đi. Ok, tôi thử nha. Console.log. Tôi xuất ra màn hình mảng. Phần tử thứ mấy thì bạn để trong ngoặc vuông nha. Ví dụ như chuối là số 2. Ok, mảng số 2. Rồi, xong. Bây giờ tôi chạy thử nha. Cái dòng này dòng chú thích các bạn nó không có chạy nha. Rồi, bây giờ tôi chạy nè. Tôi nhấp phải demo, tôi chọn git bash here. Ok. Và cái file mà chúng ta đang viết code là node khoảng trắng ra 2 array.js. Đấy, bạn thấy nó xuất chuối ra màn hình, đúng không? Hay bị truy cập phần tử là số 2 nha. Rồi, để đếm cái mảng chúng ta có bao nhiêu phần tử thì tôi dùng hàm sau. Console.log mảng.length. Nó trả ra số phần tử nha. Rồi, chạy thử. Đây, có 3 phần tử. 1, 2, 3. Cẩn thận, length á, là đếm từ 1 nha bạn. Đếm 1, 2, 3. Còn thứ tự á, thì nó là đếm từ số 0. Rất nhiều bạn hay bị sai chỗ này. Thứ tự cam là số 0, xoài số 1, chuối số 2. Nhưng mai hỏi trong đây có bao nhiêu món thì nó là có 3 món, cam, xoài, chuối. Tại vì len nó đếm là số 1, cẩn thận nha. Ok, tôi hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta thêm một phần tử vào mảng nha. Bạn dùng hàm là mảng.push. Hàm push là cái hàm để mà bạn thêm một cái phần tử vào bên trong cái mảng của chúng ta. Rồi, thì trong cái push này á, chúng ta có thể khai báo phần tử nó, ví dụ là cam, xoài, chuối và thêm mận. Mận nha. Rồi thì sau khi push xong rồi tôi xuất cái len ra lần nữa nha. Xuất len ra lần nữa thì giờ bạn xem nè, tôi chạy thử. Đấy, bạn thấy là đầu tiên ra số 3, có nghĩa là cái dòng số 6 này là trả số 3. Thì sau khi thêm mận vô ra tới 4 phần tử lần. Ok, đấy, thì cách thêm phần tử là như vậy nha. Rồi, xong. Thì từ hai thằng này chúng ta có thể tìm cách duyệt mảng. Ví dụ muốn duyệt mảng thì bạn cho một cái biến nó chạy từ phần tử đầu tiên là số 0 cho tới cái phần tử cuối cùng là số 2. Ok, ha. Rồi, xong. Thì đây là một số các cái thao tác mà liên quan tới mảng. Thì đương nhiên khi vào project thực tế chúng ta sẽ còn một số cái hàm nữa liên quan tới mảng. Thì trong project thực tế tôi sẽ nhắc kỹ cho bạn những cái hàm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you.